là tôi thật con nè. Hôm nay tôi sẽ dắt mấy bà đi cùng tôi ra mắt phim Mến Gái Miền Tây nha. Không khí của buổi ra mắt phim như mấy bà thấy á, rất là tưng bừng và nhộn nhịp, với cái tông màu đỏ và vàng sặc sỡ. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên như là Võ Đăng Khoa nè, Hoài Linh, Đại Nghĩa vân vân và có nhiều diễn viên khác. Tuy nhiên ở sự kiện này thì chú Hoài Linh tạm thời vắng mặt. Ngoài ra là trong các dàn sao đến dự còn có các diễn viên như là Nam Thư nè, ca sĩ Pha Lê, MC Lưu Hà Trinh, Phương Anh Idol, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa vân vân. Chưa hết nha, buổi ra mắt tôi còn gặp rất là nhiều anh chị em TikToker đông vui như trại hội vậy đó. Vì là bộ phim thiên về miền Tây nên tất cả mọi thứ từ trang trí nè đến đồ ăn nước uống đều mang đậm chất miền Tây. Họp báo mà cho khách mời ăn chè với lại uống nước mía nữa nha, là quá là miền Tây luôn đúng không? Mới đầu tôi suy nghĩ là đến sẽ quay chút xíu thảm đỏ rồi tôi tung tăng vô phòng chờ ngồi chơi. Ai dè nhiều nghệ sĩ đến quá nên tôi đứng quay chắc cũng hơn một tiếng á. Nhìn qua nhìn lại thấy là đông nghẹt người luôn. Tôi nhớ ra là chưa có kịp nhờ ai quay lại tôi lúc tác nghiệp cho mấy bà coi á, thấy thương lắm. Sau đó tới khúc làm lễ đông quá đông luôn rồi, cho nên tôi chuồn vô phòng ngồi đợi đến đúng giờ rồi vô rạp xem phim. À, cái sự kiện này còn quy tụ rất là nhiều chị em ở nhiều lĩnh vực khác nhau nha, như các chị em ở đoàn Lô Tô nè, chị em chuyển giới nè, nhà thiết kế, MC Lưu Hà Trinh thì diện áo dài bà ba cách điệu rất là tinh tế và sang trọng, không bị sến ha. Lưu Hà Trinh cũng là MC của chương trình hôm qua. Bộ phim này là phần tiếp theo sau khi Võ Đăng Khoa ra mắt Ghe Bẹo Ghẹo Ai thành công. Vai diễn chị Mến là sự thành công đáng ghi nhận trên con đường hoạt động nghệ thuật của diễn viên trẻ Võ Đăng Khoa. Anh đã thể hiện đầy thuyết phục hình ảnh người phụ nữ miền Tây, mang cái phận đời bóng gió ở cả hai phiên bản web drama và điện ảnh. Cốt truyện của Mến Gái Miền Tây tiếp tục hé lộ cuộc đời của các nhân vật chính vào khoảng thời gian 12 năm sau. Những ai mà chưa coi phiên bản web drama giống như tôi thì đi coi cái phiên bản này vẫn dễ hiểu nha mọi người, tại vì phim lồng ghép và có quay trở lại những cái phần ở trong web drama cho nên là mình vẫn hiểu được. Bộ phim mang nhiều ý nghĩa và gửi gắm nhiều thông điệp, tuy nhiên vẫn có những cái hạn chế nhất định. Review phim này thì hẹn mấy bà ở clip sau nha. Giờ thì mấy bà xem dàn sao dự thảm đỏ ra mắt phim Mến Gái Miền Tây nha. Nhớ thả tim và follow tôi, đừng bỏ qua cái clip nào hết nha mấy bà.